hạn mức tín dụng bất động sản bị điều chỉnh theo hướng là kiểm soát trong thời gian vừa qua thì gây ra những cái ảnh hưởng không hề nhỏ đối với thị trường bất động sản nói chung và rất nhiều các phân khúc trong thị trường bất động sản. Thì theo anh chị và các bạn thì khi mà cái tín dụng cho thị trường bất động sản bị điều chỉnh, bị quy định theo một cái hạn mức nhất định thì phân khúc nào trong thị trường bất động sản sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất? Trong một cái thị trường tăng giá thì bất động sản sẽ tăng bắt đầu từ những cái phân khúc nhu cầu thực. Những cái nhu cầu mua nhà để ở, nhu cầu mua đất để sở hữu, xây dựng, tạo cho mình căn hộ, căn nhà, nhu cầu mua chung cư để ở và những cái nhu cầu thực tế của người dân từ việc tích góp tài sản để cho mình một nơi an cư. Thì trong cái thị trường tăng giá, những phân khúc này đầu tiên sẽ dịch chuyển về giá. Và sau khi những phân khúc nhu cầu thực dịch chuyển về giá đem lại những cái hiệu quả nhất định cho những người mua căn hộ, mua đất nền hoặc là mua các sản phẩm bất động sản được những cái lợi ích nhất định về việc chênh lệch giá thì bắt đầu thị trường bất động sản báo hiệu một cái chu kỳ tăng giá mạnh mẽ hơn và nhanh chóng hơn trong một cái khoảng thời đoạn. Sau khi bước vào một cái chu kỳ tăng giá mạnh hơn, nhanh hơn thì các phân khúc ngoài cái nhu cầu thực đó chính là cái phân khúc gọi là nhu cầu đầu tư, tích trữ, thổi giá bắt đầu manh nha xuất hiện từ những cái phân khúc đi kèm với cái câu chuyện mà các ông chủ các dự án trong cái giai đoạn thị trường đi ngang hoặc giảm giá trước đó thì bị đóng băng thì bắt đầu dục dịch của câu chuyện là khởi công lại và tuyển thêm người làm nghề để bán và phát triển các cái dự án của mình. Thì những phân khúc liên quan tới phân lô bán nền, các cái khu chung cư bắt đầu hiện hữu rõ hơn cái xu hướng tăng giá của mình. Và từ đây thì cái quy trình đầu cơ thổi giá nó sẽ bắt đầu. Nhu cầu của một cái thị trường tăng giá nó bắt đầu càng ngày càng nhiều hơn. Nó chuyển dịch sang những cái phân khúc khác, ví dụ như là phân khúc cao cấp, phân khúc condotel, resort, nghỉ dưỡng là những cái phân khúc mà cuối cùng của một cái chu kỳ tăng giá bắt đầu được nhiều nhà đầu tư quan tâm hơn. Bởi vì những cái phân khúc nhu cầu thực, những nơi mà gần đường, gần trường, gần trạm nó đã có một cái xu hướng tăng giá rất là mạnh trước đó. Những cái nhu cầu mà thực tế những người lao động đang mong muốn sở hữu nó cũng dần dần có một cái xu hướng tăng mạnh rồi. Thì những cái phân khúc cao cấp bắt đầu được các chủ đầu tư đẩy mạnh hơn. Những căn hộ chung cư cao cấp, những khu dự án cao cấp, những khu nghỉ dưỡng cao cấp. Đó là những cái thứ mà trong một cái xu hướng thị trường tăng giá mạnh thì đây là những phân khúc cuối cùng sẽ tăng giá mạnh hơn do cái việc mà thừa thải cái nguồn tiền trong thị trường bất động sản trong giai đoạn trước đó đem lại nhiều cái lợi ích cho những không chỉ những nhà đầu tư mà cả những người dân trong xã hội đều được hưởng lợi chung và kích thích cái lòng tham của những người tham gia và sở hữu cái lĩnh vực này. Từ đó thì các chủ đầu tư sẽ thổi những cái dự án thông thường thì có mức giá khá là thấp. Tôi lấy ví dụ như khu phía sau nhà của tôi đây, giai đoạn đầu thì chỉ bán với cái mức giá khoảng đâu đó từ 12 tới 15 triệu một mét vuông thôi, thì chủ đầu tư đã tăng tốc thổi giá và đưa mức giá lên tới 25-30 triệu một mét vuông. Và những dự án mà anh chị và các bạn biết tới trong cái thời gian vừa qua ở cái phân khúc cao cấp, tôi lấy ví dụ như là những cái khu gọi là phân lô bán nền nhưng mà có xây sẵn nhà phố liền kề, bán với cái mức giá từ 7 tới 10 tỷ đến 15-20 tỷ. Rồi những căn hộ chung cư được thổi lên với cái mức giá là 70 triệu, 80 triệu, 90 triệu, rồi 100 triệu. Thậm chí có những khu chung cư được thổi lên với cái mức giá là 130 triệu đồng trên một mét vuông. Thì đây là đỉnh điểm của một cái quá trình tăng mạnh của giá cả hàng hóa trong thị trường bất động sản ở nhiều phân khúc khác nhau. Trong một cái xã hội kiếm tiền dễ dàng cũng như trong một cái xu hướng tăng giá của thị trường bất động sản
những người đầu tư trước thì có những cái lợi nhuận nhất định, sau đó kéo theo những người tham gia sau cũng có những lợi nhuận nhất định và thậm chí là có lợi nhuận nhiều. Thì những cái nhu cầu về cái sản phẩm, những cái tài sản xa xỉ sẽ được quan tâm nhiều. Tuy vậy thì cái chiều ngược lại, khi thị trường bất động sản của nói riêng cũng như là những cái nhu cầu thông thường của người mọi người trong xã hội mà khi gặp những vấn đề ví dụ như là việc kiếm tiền khó hơn, xu hướng tăng giá của thị trường bất động sản khó hơn do gặp những cái trắc trở trong cái quá trình mà hạn mức cái tín dụng, mà giống như đầu video chúng tôi vừa nói, bị thắt chặt hơn, bị kiểm soát mạnh mẽ hơn, thì những cái nhu cầu xa xỉ sẽ bị ảnh hưởng đầu tiên. Giống như những cái nhu cầu chi tiêu cho những cái hàng hóa xa xỉ của anh chị em và các bạn, khi mà mỗi chúng ta kiếm tiền khó hơn, không dễ dàng như giai đoạn trước đó, thì sẽ được thắt chặt đầu tiên. Và cái nhu cầu đó nó sẽ bị ảnh hưởng đầu tiên. Có một phần lý do nữa, đó là khi mà xu hướng tăng lên, tăng giá của thị trường bất động sản đến một cái đoạn nào đó, thì người ta sẽ có khuynh hướng vay nhiều hơn, dám vay nhiều hơn, cầm cố những tài sản trước đó để đầu tư vào những cái nhu cầu cao cấp, và nơi đó chỉ là cái điểm đến đầu tư chứ nó không phải là nhu cầu thực. Bởi vì anh chị thấy rằng là với cái mức giá 70 triệu, 80 triệu, 100 triệu, thậm chí 150 triệu một mét vuông cho một cái căn hộ chung cư với cái diện tích từ 60, 70, 80 hoặc là trên 100, tôi lấy ví dụ là 100 mét vuông, thì với mức giá là 15 tỷ, thì rõ ràng ở đây nó chủ yếu là cái nhu cầu đầu cơ tích trữ. Mà đã là đầu cơ tích trữ thì dòng tiền nó đến từ những nhà đầu cơ, những nhà đầu tư găm hàng để thổi giá, và họ cũng cầm cố cái sản phẩm căn hộ, cái sản phẩm biệt thự cao cấp, rồi cái khu gọi là condotel cao cấp 5 sao, hoặc là những cái resort ven biển 5 sao để vay ngân hàng để có thể mua, và mong rằng là sẽ có một cái sự tăng giá trong thời gian nhất định để kiếm lời. Nhưng mà khi mà bị thắt chặt tín dụng rồi, bị ngân hàng kiểm soát về mặt tín dụng, hạn chế cái dòng tiền từ ngân hàng cho vay sang lĩnh vực bất động sản, thì nơi đầu tiên các ngân hàng quan tâm tới đó là những nơi có mức giá cao bất thường, những nơi mà không phải là nhu cầu thực, họ sẽ cắt tín dụng đầu tiên. Và đây chính là cái mấu chốt của vấn đề. Nếu thị trường bất động sản bị đổ vỡ, bị trầm lắng, hay là nói một cách nhẹ nhàng hơn, nó là bị đóng băng trong một khoảng thời gian nào đó, thì phân khúc mà chịu ảnh hưởng nhiều nhất đó chính là phân khúc cao cấp, và là cũng chính là cái phân khúc mà không phải là cái nhu cầu thực tế của xã hội, mà chỉ mang cái tính chất là đầu cơ tích trữ trục lợi. Và những cái phân khúc mà có mức giá cao, được chào mời, được nói tới như là những khu gọi là siêu cao cấp, nhiều dịch vụ, rồi những cái lợi ích đi kèm. Tuy vậy thì thực tế mức giá mà những ông chủ đầu tư đưa ra nó đã cao bất thường, với cái lập luận rằng là đây, những cái vị trí đắc địa, rồi có nhiều tiện ích, rồi gần trung tâm, rồi là một cái vị trí đất vàng, hoặc là những cái khu resort nghỉ dưỡng 5 sao, những cô đồ theo 5 sao, những khu mà căn hộ chung cư, hoặc là những căn hộ, những biệt thự liên kế cao cấp. Đây là những cái khu mà anh chị, nếu mà các bạn để ý kỹ, sẽ thấy rằng là trong giai đoạn vừa qua thì đó là điểm đầu tiên chịu ảnh hưởng của thị trường bất động sản trầm lắng, của tín dụng bất động sản thắt chặt, của những vấn đề rắc rối của thị trường bất động sản mà các nhà đầu tư sẽ gặp phải. Từ đó, sau đó thì sau cái phân khúc mà này bị ảnh hưởng rõ nét thì bắt đầu mới lan tỏa sang những phân khúc khác. Bởi vì khi bị kẹt cái dòng tiền ở những cái sản phẩm mà các nhà đầu tư gặp rắc rối thì sẽ bị bán lan sang những cái sản phẩm khác. Mặc dù nó là nhu cầu thực nhưng không thiếu những nhà đầu cơ, họ cũng có đồng thời một lúc nhiều cái sản phẩm khác nhau và bị kẹt cái hàng hóa, bị kẹt cái dòng tiền để gửi cho ngân hàng, trả lãi cho ngân hàng hoặc là đáo hạn ngân hàng, thì họ hoàn toàn có thể sẽ tác động sang các cái phân khúc khác, và từ đó thì thị trường
bất động sản sẽ chịu nhiều những cái ảnh hưởng gọi là cục bộ cũng như lan tỏa ở nhiều phân khúc khác nhau. Và cái kết cuối cùng mà khi mà ngân hàng thắt chặt cái tín dụng và quan tâm kiểm soát kỹ hơn cái tín dụng cho thị trường bất động sản cũng như việc định giá một cách chặt chẽ hơn các cái sản phẩm bất động sản thì những nhà đầu cơ là những người sẽ chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Những nhà đầu tư bất động sản có tính gọi là giao dịch ngắn hạn, đầu cơ trục lợi sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất và từ đó sẽ dẫn đến những rắc rối mà khó có thể lường trước được. Thì mong rằng là video này sẽ đem lại những cái hữu ích nhất định cho những anh chị và các bạn đang tham gia cái lĩnh vực bất động sản, đang đầu tư bất động sản, có một cái góc nhìn về cái việc ảnh hưởng của quá trình thắt chặt tín dụng mà các ngân hàng đang áp dụng trong thời gian vừa qua, liệu có ảnh hưởng đến cái sản phẩm bất động sản anh chị và các bạn đang đầu tư hay không, có ảnh hưởng tới những cái sản phẩm bất động sản mà quý anh chị và các bạn đang có hay không. Và lưu tâm rằng là cần phải cân nhắc thật kỹ lưỡng khi mà tham gia đầu tư vào cái phân khúc thị trường bất động sản có tính đầu cơ cao cũng như là những cái phân khúc mà được coi là cao cấp, được coi là đẳng cấp với cái mức giá trên trời. Một lần nữa thì xin gửi tới anh chị em và các bạn những cái chia sẻ mong đem lại những hữu ích và sẽ luôn có sức khỏe cũng như những cái hiệu quả trong đầu tư kinh doanh để luôn đồng hành cùng với TOTV, cùng với Thắng ơi, cùng với chúng tôi trong thời gian sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn.